hai chiếc tàu quá khổng lồ, Harmony of the Sea, với chiếc nữa là Utopia of the Sea. Hai chiếc nào cũng chứa trên 7.000 khách, 3.000 người làm. Thôi bây giờ về lại tàu, đi tắm biển đã rồi, tắm biển đã đời rồi, giờ về lại tàu thôi. Ok, bye quý vị.